Anh Mắc à, trước em cũng hay chơi thân với mấy thằng. Chúng nó gặp khó khăn em giúp đỡ rất nhiều. Giờ em gặp khó khăn, chúng nó biết mà thằng thì làm ngơ, thằng thì lặn mất tiêu anh ạ. Trải qua rất là nhiều chuyện, giờ đây anh cũng ngộ ra được điều này. Để anh chia sẻ với em nhé. Khi mà lợi ích xuất hiện ấy, thì tình cảm làm quái gì có chỗ đứng, bản chất lúc ấy sẽ hiện hình ra ngay. Tình yêu hay là tình bạn, anh em cái quái gì lộ hết, thật sự luôn, lộ rõ hết. Em cứ nghiệm thử xem.